Chào mừng các em đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta trình bày lời giải cho bài vận dụng 4, trang 34, sách giáo khoa toán 6 tập 2, bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Đề bài cho chúng ta như sau. Từ độ cao âm 0,21 km so với mực nước biển, tàu thăm dò đáy biển bắt đầu lặn xuống. Biết rằng cứ sau mỗi phút, tàu lặn xuống sâu thêm được 0,021 km. Tính độ cao xác định vị trí tàu so với mực nước biển sau 10 phút kể từ khi tàu bắt đầu lặn. Vậy thì để làm bài tập này các em sẽ làm như sau này. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải tính cho cô xem là sau 10 phút thì tàu lặn thì cái tàu này lặn xuống thêm được bao nhiêu km. Đấy, sau 10 phút tàu lặn thêm được bao nhiêu km thì chúng ta sẽ chỉ cần lấy 10 nhân với 0,021 đúng không ạ? Bởi vì mỗi phút thì lặn được 0,021 km. Vậy 10 phút thì chúng ta sẽ lấy 0,021 nhân với 10 là chúng ta tính được độ sâu mà tàu lặn xuống thêm được. Đấy. Vậy để tính được chính xác độ cao, vị trí của tàu so với mực nước biển sau 10 phút thì các em sẽ lấy cho cô độ cao ban đầu là âm 0,21 km. Chúng ta trừ đi cái độ sâu đấy, mà tàu lặn thêm được sau 10 phút thì chúng ta sẽ xác định được vị trí của tàu tại cái thời điểm sau 10 phút đấy, được không ạ? Vậy thì ở đây đầu tiên cô sẽ đi tính độ sâu mà tàu lặn thêm được sau 10 phút. Vậy cô có này. Sau 10 phút tàu lặn xuống sâu thêm là hai chấm, chúng ta lấy độ sâu mà mỗi phút tàu lặn được là 0,021, chúng ta nhân với thời gian là nhân với 10 thì các em sẽ được là 0,21 km, đúng không ạ? Đó, bây giờ thì cô sẽ bắt đầu đi tính xem là sau 10 phút đấy thì độ cao xác định vị trí của tàu là bao nhiêu km. Thì ở đây cô có này. Độ cao xác định vị trí của tàu sau 10 phút kể từ khi bắt đầu lặn. Là đó, cô sẽ lấy độ cao ban đầu là âm 0,21. Đấy, vì là lặn đi xuống đúng không ạ? Đi xuống thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải trừ đi cái độ sâu mà tàu lặn thêm, nghĩa là trừ 0,21. Rồi đến đây thì chúng ta sẽ thực hiện theo đúng như quy tắc trừ hai số thập phân thì sẽ bằng âm 0,21 cộng với cả âm 0,21. Đó. Đây là phép cộng hai số thập phân, cụ thể là hai số thập phân âm thì chúng ta chỉ cần cộng phần số vào với nhau và đặt dấu trừ trước kết quả. 0,21 cộng 0,21 là bằng 0,42 đúng không ạ? Và chúng ta đặt dấu trừ trước kết quả. Đơn vị là km. Đấy, như vậy là sau 10 phút thì tàu nó đang ở vị trí là âm 0,42 km so với mực nước biển, đúng không ạ? Vậy tàu ở vị trí âm 0,42 km so với mực nước biển rồi. Vậy là cô và các em vừa trình bày xong lời giải cho bài vận dụng 4 rồi. Các em có thể truy cập thêm vào trang lời giải hay.com để xem thêm lời giải cho các bài tập khác. Cảm ơn các em và chúc các em môn tập tốt.